Xin chào mọi người, đến với channel của Hưng Nguyễn. Hôm nay là mình sẽ quay cái lứa trái mà dùng thuốc thái không lem nè. Và lấy tay đầu bằng nó luôn ha. Lấy tay đầu bằng nó thì thêm có video trước á. Mời anh chị cũng như các bạn xem một khúc video là sẽ hiểu được cái bài thuốc này nó như thế nào. Tay đầu nè. Thằng này và thằng này. Rồi thêm một viên, chỉ cần bỏ thêm 3 gói này. Và mình bơm cắt cử đây là chỉ có 4 lần. Và là ngày hôm kia lần nữa là 5 lần. Khi mà tạo màu á, là mình bơm 5 lần đúng luôn. Thì cái lứa này mình bỏ cắt cử cái 5, 10 và 15 luôn. Mình cắt 3 cử đó. Và đến sau hơn 15 ngày mình mới bơm một lần nữa, là lần thứ 3 và lần thứ 4, bữa nay là lần thứ 5. Và này bỏ bóng trái ép nano vào nữa là nó sẽ rất sáng, rất đẹp nha. Không bằng cãi được ha, thuốc thái nó làm cho căng. Căng nách trái luôn. Và trái rất là to, mình bơm chỉ có 5 lần nhưng mà trái rất là to. Thường thường mình bơm quy trình của mình là 7-8 lần lận. Nhưng mà do cắt cử 5, 10 và 15, 3 kỹ cử đó rất là cần. Mình cắt do thanh long rẻ mình cũng nặng không làm. Nhưng mà hôm nay thì thấy nó cũng còn được, nó vẫn đẹp. Mình mới thấy thanh long nó cũng được giá, mình tiếp tục mình xịt thì nó vẫn hiệu quả. Tuy nhiên là côn trùng đôi nó có cắn đôi trái, nó cắn dưới đáy bụng đôi trái.